Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop giày si Tuấn Hương nhé. Hôm nay thì shop giày si của em lên soạn hàng báo giá cho mọi người một lô giày thể thao full hiệu hàng chính hãng. Các bác mua hàng ưng mã nào chốt đơn thì mọi người vui lòng là chụp màn hình lại xong gửi qua cái mẫu của mọi người chốt gửi qua Zalo cho em nhé. Số Zalo là 0987 nhá, 785608 ạ. Em lên cho mọi người mã đầu tiên nha mọi người. Các bác hay chơi cầu lông ấy thì em nghĩ là các bác không nên bỏ qua đôi này đâu. Đôi này là đôi siêu phẩm nhá, giày của Nhật ạ, Mizuno của Nhật. Giày này là giày cầu lông. Dáng giày thì nó thiết kế giống như là hình con rồng được ôm trọn luôn cái ở trên bên trên phần giày nhá. Hiệu này là Mizuno của Nhật ạ. Đế cầu lông hiệu Mizuno này. Đế tình trạng độ mới còn cao nhá. Giày thì dáng thể thao, size của đôi này là 43. Chiều dài bàn chân cho đôi này là 28cm. Hàng chính hãng Mizuno của Nhật ạ. Mọi người nhìn thấy là bên trên này nó là phần đầu rồng nhá. Và đây là phần đuôi rồng này. Đấy. Size 43, chiều dài bàn chân 28. Bác nào chân 28cm thì mọi người chốt đôi này nhá. Mã D5, giá cho đôi này là 800. Đôi này là Mizuno của Nhật các bác nhé. Em lên một đôi Gucci. Đôi này là người ta gọi là Gucci hoa. Bên trên của đôi này thì như mọi người đã thấy là nó có hình một cái bông hoa được thêu ở bên trên phần giày. Lót của giày thì là lót da, hàng chính hãng, size 40 nhá. Đôi này mua mới giá cũng khoảng 29-30 triệu đôi này. Đôi này thì em chỉ có một đôi duy nhất, không có đôi thứ hai. Tình trạng độ mới đôi này thì rất là cao nhá. Giá cho đôi này hôm nay trên live bán tri ân cho mọi người là 2.700.000 nhá mọi người nhá. Hôm nay cuối tháng rồi. Size 40, chiều dài bàn chân 25cm. Bác nào đi vừa thì lấy nhá. Full da màu trắng. Các bác mặc với cả phối với cả quần jean là sẽ đẹp nhất nhá. Phối với cả quần jean. Em lên cho mọi người một đôi Puma. Puma đế bằng. Size của đôi này là size 40, chiều dài bàn chân 25, hiệu Puma. Mã B0. Đây là đế của giày nhá. Tình trạng độ mới của giày nó còn cao. Size là 255. Mọi người nhá, size 255. Full da màu trắng, hiệu Puma. Giá cho đôi này là 400 nhá. 400. Em qua mã. Lên cho các bác một đôi giày da chăn nhá, dáng giày lười. Đôi này là chất liệu được làm từ da chăn. Bên trên là các vân của con chăn. Như mọi người đã thấy này, các đường vân của nó rất là đều, đẹp. Và đây là những cái đường vân gọi là đẹp nhất của con chăn. Thì người ta thiết kế ra cái đôi giày này. Hiệu LV nhá. Made in Paris ạ. Cốt hãng này ạ. Và size này là size 43. Lên cho em mã là mã N4 size 43. Bán tri ân cho mọi người đôi này là giá là 1 triệu rưỡi nhá. 1 triệu rưỡi hiệu LV, hàng made in Italy. Chiều dài bàn chân bác nào 27cm hoặc là 28cm thì các bác sẽ đi vừa đôi này thì mọi người hăng chốt nhá. Còn bác nào mà chân bé hơn thì mọi người lưu ý là cũng không chốt được. Đấy, bác nào chân 275, 28 thì đi vừa. Em lên một đôi Chanel ạ, Chanel nữ. Đôi này size là 35, mã C1 size 35. C1 size 35. Giá cho đôi này là 650 nhá, hiệu Chanel. Hàng chính hãng, độ mới cao, full da và đế của nó thì đôn tầm khoảng 3 phân rưỡi, 4 phân.
Hàng chính hãng, cốt hãng đầy đủ đây các bác nhá. Lót da size 35. Đôi này đi lên chân sẽ rất là đẹp và rất là đôn chiều cao. Anh nào có chị nhà đang đi size này thì mọi người có thể chốt mẫu này nha. Em lên một đôi Ultra Boost của thương hiệu Adidas. Đôi này là dòng chạy bộ ạ. Đôi này thì đi siêu êm. Mã cho đôi này là T15, size là 43.5. Đế Boost ạ. Giá 400 nhá. Giày được làm chất liệu từ vải chun co giãn, size 275. Chân chiều dài bàn chân là 27,5 cm thì các bác đi vừa nhá. 27,5 cm, 28 cm. Dòng Ultra Boost ạ. Các bác mà đi chạy bộ thì em nghĩ là không nên bỏ qua đôi này, bởi vì là đây là cái dòng gọi là đi êm chân nhất của thương hiệu Adidas. Nói chung là cứ đôi nào mà được làm bằng đế cốt ấy thì đều êm nhá mọi người nhá. Em lên một đôi Nike đế bằng. Nike đế bằng nhá. Đôi này giá là 300. Mã A20 size 44,5, giá 300. Hiệu Nike, dòng Nike đế bằng nhá. Đây là giống như dòng Nike Air Force của hiệu Nike. Đôi này thì chất liệu được làm từ da nhá mọi người nhá. Màu thì nó pha giữa màu đỏ, màu xanh than và màu ghi. Đôi này size 44.5, giá 300, mã A20. A20. Đôi này size to. Size to. Em lên tiếp ạ. Đây là một đôi Dior nhá mọi người nhá, của thương hiệu Christian Dior đế bằng. Size của đôi này là 41 nhá mọi người nhá. Size là 41, chiều dài bàn chân là 26 cm. Hiệu Dior. Full da. Hàng chính hãng nhá, có mã code đầy đủ đây ạ. Lót lòng trong vẫn còn jean của Dior. Cốt hãng nằm bên này. Đấy. Đôi này thì chiều dài bàn chân là 26, mã E10, size 41. Đôi này thì tình trạng đế là hơi bẩn một chút do người ta dán vào tàn thuốc lá. Tuy nhiên là đế thì không mòn đâu nha mọi người, nó chỉ bẩn thôi. Cái này thì mọi người đi nhiều, đi quen thì mọi người vệ sinh thường xuyên thì nó sẽ sạch ý. Còn bên em nhập về là nó nguyên tình trạng như thế. Thì các bác nào đi thì mọi người vệ sinh là sạch. Mẫu này thì giá bán là 2.1 triệu nhá. Size là 41, hiệu Dior. Em lên một đôi Adidas đế bằng. Size của đôi này là 44,5. Adidas đế bằng, hàng made Indo, chiều dài bàn chân là 28,5 cm. Mã H45. H45 size 44,5 nhá. Made Indo. Phun da màu trắng đế bằng. Giá cho đôi này là 400. Lên cho em một đôi loafer nhé. Đây là đôi giày của thương hiệu LV ạ. Mã LV43. Size của đôi này thì là size 9 nhá.
Size 9 tương đương với là 43, fix 43,5 cm thì đi vừa. Dáng giày lót phơ nhá, chữ ở bên trong giày được phun mạ vàng hết nha mọi người. Cốt hãng nằm bên này cũng được phun mạ vàng luôn. Biểu tượng của đôi này thì chất liệu da được làm từ da bò, và bên trên thì là có các ô vuông ấy. Đây là biểu tượng của LV nhá mọi người nhá. Nó có hai màu, màu đen và màu ghi, và màu nâu và màu 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 nói chung là nó có sẽ có hai màu, màu này và màu nâu. Thì đôi này size 43, fix 43,5 chân mỏng. Giá là 3 triệu 2, mã LV43 giúp em, dòng Luffer. Đôi này có đôn đế nhá, đế đôn tầm khoảng 2 phân rưỡi nha mọi người. Lên cho em mã Y8 này, hiệu Fila nhá. Fila là hiệu của Ý ạ. Đôi này thì giày siêu nhẹ và siêu êm. Các bác mà đi chạy bộ, đi tập thể dục hoặc là tập gym ấy thì mọi người lên chọn những cái đôi kiểu dạng như thế này, đi rất là nhẹ. Hiệu Fila của Ý, mã Y18, size 42. Giá cho đôi này là 400 nhá. Tình trạng da còn tình trạng giày còn rất là ok, size 42. Mới lắm ạ. Giá là 400. Wow, đôi này mới quá mọi người ơi. Đây là một đôi Zili của thương hiệu Adidas nhé. Đôi này là size 39.5, chiều dài bàn chân là 24,5 cm. Thì 24,5 cm là sẽ đi vừa. Mã Z3. Đôi này mua mới giá 9-10 triệu nha mọi người. Đôi này mới tinh luôn. Gọi là trắng trắng và mới, gọi là như ngọc trinh nha mọi người. Đế này, giày bên trên này, mới tinh. Đây em cho mọi người xem lót bên trong. Đây, lót vẫn còn Zina, Zidat, Zili, các bác thấy chưa? Tem mác bên này nhá. Size 245, 24, 24,5 cm đi vừa. Giá cho đây này bán hôm nay tri ân cho mọi người là 950 nhá mọi người nhá, 950. Bình thường với cái độ mới như này là em phải bán tầm 1 triệu 2, 1 triệu 3. Đây này bán tri ân cho các bác, 950, size là 39.5. Bác nhá. Gucci ạ. Đôi này là của thương hiệu Gucci. Size của đôi này là size 7 nhá. Size 7 tương đương với là 41 ạ. Hiệu Gucci. Đây, phun da màu trắng nhá. Tình trạng độ mới cao này. Size 41, mã là A5. Phun da màu trắng, đôn đế gao tầm khoảng là 4 phân rưỡi, 5 phân. Hàng chính hãng nhá, có cốt hãng đầy đủ, nó nằm ở bên trong của giày nhá. Các bác nhận hàng thì kiểm tra nhá. Hoặc là bác nào cần thì trước khi gửi hàng em sẽ chụp cho mọi người, lót ra. Nói chung là đôi này mới khoảng 90%. Đôi này mua mới giá cũng phải là tầm hơn 20 triệu nha mọi người. Giá hôm nay em bán tri ân cho mọi người, giá là 2 triệu 6 cho đôi này nhá. 2 triệu 6 ạ.
giá 2,6 triệu, size 41, em qua mã. Đây là một đôi loafer của thương hiệu LV nhá. Đang quay nhưng mà có khách nhắn tin. Khách bảo là bên em hàng đẹp quá, giá hợp lý nên anh chắc sẽ phải mua thêm một cái tủ giày nữa để đựng. Đây này, khách nhà em khách quen này, mua toàn chuyển khoản full hết thôi mọi người ạ. Đây này, khách vừa lấy thêm của em một đôi Chanel này. Đấy, nói chung là khách hàng nhà em đa số toàn khách quen. Mọi người mua nhiều rồi thì chắc là em không cần phải giới thiệu nữa. Thế nên là những bác nào là khách mới mà xem được video này của em nhá, thì các bác hãy hoàn toàn yên tâm nhá, và hãy tin tưởng shop em một lần để mua nhá. Em đảm bảo mọi người là đã mua của bên em rồi thì không muốn mua của bên khác đâu. Em nói thật luôn. Đôi này size 9 này, size 43, mã LV44, hiệu Louis Vuitton, dòng loafer. Bên trên ở đây thì là da, còn đây là vải được in dập logo ở bên dưới luôn. 100% phun da và mẫu này rất là sang xịn luôn. Đôi này vẫn còn nguyên siêu nhá mọi người nhá. Hàng này hàng trưng bày của nhà em. Để đây, để trưng bày. Hôm trước có khách hỏi để chụp ảnh cho, thế nên là em mới hạ xuống. Hôm nay em lại lên like lại nhá. Đây là hàng trưng bày vẫn còn nguyên siêu, chưa bóc siêu. Mua mới đôi này giá khoảng hơn 40 triệu. Nhưng mà đôi này hôm nay trên like bán cho mọi người giá tri ân chỉ có 2 triệu 8 thôi. Size 43, chiều dài bàn chân là 27 cm, 27,5 cm, em nói nhầm, 27,5 cm, fix 28, chân mỏng đi vừa nhá. Chân này các bác chân tầm 43,5 hoặc là 44 là đi, chân 43 hoặc là 43,5 đi là vừa đẹp luôn nhá mọi người nhá. Nói chung là khách hàng mua hàng nhà em rồi thì không muốn mua của nhà khác đâu. Và mọi người nhận hàng, mọi người feedback đều rất là tốt. Em thì không có thời gian để mà gọi là chụp ảnh để khoe feedback đâu. Thi thoảng tiện thì em đăng một vài cái ảnh để cho mọi người biết là ở bên em vẫn bán hàng thôi. Chứ còn nếu mà đăng ấy, ngày nào cũng đăng thì có mà gọi là không biết bao nhiêu tin nhắn cho nó đủ. Đôi này là mã GC8, hiệu GC, hàng made in Italy, đôi này mới quá, mỗi tội là cái đế của nó là do dẫm vào tàn thuốc lá nhá mọi người nhá. Còn lại thì cái đế nó rất mới, không mòn đâu nhá. Bên trên thì cái màu này của nó là màu trắng kem. Mua mới đôi này là giá khoảng 30 triệu đấy. Mã GC8 size 42. GC8 242. Nói chung là mất cái đế bên kia là nó dẫm vào tàn thuốc lá hơi nhiều, còn bên này thì dẫm ít thôi. Mọi người nhá. Đôi này giá tri ân là 2,4 triệu. Đôi này mua mới giá là khoảng 3 triệu, hơn 30 triệu. Đôi này thì độ mới nếu mà nhìn tổng quan ấy, trừ cái đế ra thì được khoảng tầm 90% nhá. Da còn rất là đẹp, các bác yên tâm. Các bác cứ chốt đi, hoàn toàn yên tâm. Bác nào thậm chí là mua hàng nhà em rồi mà không ưng ấy, là bên em có hỗ trợ cho mọi người đổi trả sang một đôi khác luôn nhá. Chứ bên em là không gọi là chốt đơn xong rồi là khách gọi điện là tắt máy đâu, không bao giờ có chuyện đấy đâu nha mọi người nhá. Bên em là bán hàng hoàn toàn uy tín. Và có rất là nhiều khách hàng của em là mua hàng xỉ luôn. Thậm chí là mua cả thắt lưng nha mọi người nhá. Mua cả thắt lưng, có một chị khách ở bên nước ngoài ấy. Đấy, chị nói chuyện với em rất là nhiều. Mua tận 5-6 cái thắt lưng mỗi một lần. Để đây này, nhiều lắm mọi người ạ. Đấy, toàn phải chụp mẫu gửi cho khách thôi. Thế nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Bên này lên cho mọi người mã tiếp theo. Đôi này của thương hiệu Kumpo của Nhật. Kumpo của Nhật nhá. Giày này chơi cầu lông. Tình trạng đế còn rất là mới. Size cho đôi này là 42.5. 42.5. Chiều dài bàn chân là 27,5 nhá. Giá cho đôi này là 800. Hiệu Kumpo của Nhật ạ. Mã E9. E9. Size 42.5. Kumpo của Nhật. Tiếp theo qua mã cuối cùng nhá. Đây là một đôi giày của thương hiệu Alexander McQueen, size 37. Mẫu này thì nam nữ có thể đi được, vợ chồng đi cặp được với nhau. Giày này thì phun da rất là dễ đi, nam nữ đều đi được. Đôn đế đằng sau cho em là khoảng 3,5 phân. Gót đằng sau là da lộn, được in chữ Alexander McQueen ở đây. Giày thì phun da nhá. Dáng giày có dáng là dáng thể thao và đế là đế bằng.
Rượu này thì là của Italia, của Ý. Size 37 nhá. Giá đôi này hôm nay tri ân là 700. Và đôi này cũng là mã cuối cùng trong phiên live hôm nay của em. Các bác xem kênh thì ưng mã nào rồi thì mọi người chốt đơn, chụp màn hình lại xong gửi qua Zalo. Số Zalo thì em có để trên màn hình ấy. Và khách hàng là khách hàng mới thì mọi người vui lòng là chuyển khoản giúp em. Cọc 100 thì bên em sẽ đi đơn. Bác nào chuyển khoản full thì bên em sẽ free ship cho mọi người nhé. Tất cả những cái hóa đơn mua hàng từ 500.000 trở lên bên em thì đều free ship cho các bác ạ. Cảm ơn các bác đã xem hết video này của em nhé. Các bác đi qua nhìn thấy kênh thì cho em xin một nút đăng ký ở dưới góc phải màn hình ạ. Em cảm ơn và chào tất cả mọi người nhé. Em xin phép tắt máy ạ.